Vâng, Hữu Thiện xin kính chào cô chú anh chị và cả nhà. Cả nhà mình có khỏe không ạ? Thời gian thấm thoát rất là nhanh luôn. Mới đó thì Hữu Thiện đã định cư ở Mỹ là đã 6 tháng rồi, nửa năm rồi. Trước khi mà Hữu Thiện sang đây thì ở Việt Nam Hữu Thiện còn đi quay những hoàn cảnh khó khăn. Rồi những cái video của Hữu Thiện đến gần với cô chú anh chị hơn là những lần mà Hữu Thiện đi về thăm ngoại mình. Những lần về thăm ngoại, trò chuyện cùng với ngoại, ăn cơm cùng với ngoại và ngủ trưa ở bên cạnh ngoại và vuốt cọng dừa cùng với ngoại, là những cái video đó, những cái kỷ niệm đó thì không có thể nào mà Hữu Thiện quên được và làm cho Hữu Thiện là đến gần với cả nhà mình hơn. Và ngoại cũng nhớ chính xác là từ ngày Hữu Thiện đi tới ngày hôm nay, từ hôm tháng 7 tới ngày hôm nay thì cũng đã hơn nửa năm rồi. Ngoại nhớ, ngoại ngồi, ngoại tính từng ngày từng tháng luôn. Ngoại nhớ, ngoại tính là ngày 1 tháng 7 rồi từng ngày từng tháng từng năm. Ngoại cứ mong là mong cho trời mau sáng, mong cho là mau hết năm để Hữu Thiện về với ngoại. Nhưng mà ngoại ơi, năm nay là dịch quá cho nên con không có về được ngoại ơi. Tết rồi, Tết năm nay cũng vậy. Các cô chú anh chị là ở hải ngoại là cũng muốn về thăm quê hương Việt Nam về ăn Tết cùng với gia đình mà cũng không có về được. Tại vì dịch bệnh năm nay là bùng phát quá, ở đâu cũng vậy hết. Chỉ mong là dịch bệnh qua mau để cho cuộc sống, trả lại cuộc sống ổn định cho bà con mình. Chứ dịch mà kéo dài như thế này á thì cuộc sống của con người mình rất là vất vả ngoại ơi. Năm nay vì năm nay là đại dịch quá cho nên là các cô chú anh chị ở bên hải ngoại là cũng không có về nước để ăn Tết cùng với người thân gia đình mình ở bên Việt Nam được. Việt Nam mình là cũng đang bùng phát dịch ở ngoài các tỉnh miền Bắc nữa cho nên là hạn chế đi lại cũng rất là khó khăn. Coi như là bà con mình năm nay Tết cũng không có ăn Tết gì được luôn. Và thêm một cái rất là khó khăn nữa là quê lại cây trái như ở Bến Tre, quê nhà của Hữu Thiện á, là nào là dừa, bưởi rồi, giá nó rớt giá rất là trầm trọng luôn, rất là rẻ luôn, cho nên bà con mình năm nay cũng không có ăn Tết gì được hết. Cuộc sống là khó khăn, lại càng thêm khó khăn thêm. Phải nói là năm nay là một năm đại dịch rất là tồi tệ đối với mọi người chúng ta luôn, nhưng mà cũng phải cố gắng thôi, mọi người mình cũng phải cố gắng thôi chứ biết làm sao giờ. Mình bây giờ là mình sống cùng với đại dịch mà, cho nên phải cố gắng mà để vượt qua cái đại dịch này thì cũng vừa đón Tết cùng với người thân và gia đình. Thì cảm xúc là cũng rất là vui. Vui vì sao? Vui vì năm nay là được đón xuân, xuân về Tết đến cùng với gia đình, anh chị em ở bên đây. Vì những năm là Hữu Thiện ở bên Việt Nam thì chỉ đón Tết là hiu quạnh của một mình thôi, không có ai hết. Nhưng mà bù lại là mình được là đi chợ xuân, đi mua sắm Tết, được tận hưởng cái không khí Tết trên quê hương mình. Thì được cái này mà mất cái kia thôi, không có gì mà trọn vẹn hết. Thì năm nay là mình Hữu Thiện được đón Tết xung vầy cùng với gia đình người thân thì cũng rất là vui và ấm áp. Đó là điều mà Hữu Thiện cảm thấy hạnh phúc nhất, là được đón xuân về Tết đến cùng với gia đình và người thân của mình. Thì cảm giác là lúc mà Hữu Thiện vừa đặt chân xuống nước Mỹ thì Hữu Thiện có làm một cái video chia sẻ với cả nhà mình, thì cảm giác rất là buồn, chơ vơ nơi xứ lạ quê người. Cảm giác mọi thứ đều rất là xa lạ luôn, từ con đường, từ hàng cây, từ con người. Mình đi đâu mình cũng cảm thấy mình xa lạ, mình chưa có quen nơi này. Tại vì mình sống ở Việt Nam từ nhỏ tới lớn rồi, mình quen với mảnh đất quê hương của mình rồi, gắn bó tình người. Cho nên mình sang đây là mọi thứ đều mới tân với mình hết. Nhưng mà cũng may thì sang đây còn có gia đình, còn có anh chị em rồi, thì mình từ từ mình tập, mình dần mình quen. Thì hầu như ai cũng nghĩ, ngay con Hữu Thiện cũng nghĩ ở Việt Nam thì cứ nghĩ nước Mỹ là thiên đàng, là xứ sở cờ hoa, là thiên đường của những người mà định cư tới Mỹ. Và ai cũng mong muốn là một vé để đi đến Mỹ, để đi tìm một cuộc sống mới. Nhưng mà mình sang đây cũng thời gian cũng không nhiều, cũng không ít, chỉ có 6 tháng thôi. Mình cũng đi làm và va chạm và cảm nhận được cuộc sống nơi đây. Sau một thời gian mà Hữu Thiện định cư nơi đây, và Hữu Thiện làm một cái hành trình xuyên bang, đi từ bang Illinois đến bang Texas đến Arizona, thì Hữu Thiện cũng muốn gần gũi với những Hữu Thiện muốn gần gũi với người Việt ở bên đây và cảm nhận được cái cuộc sống thiên đàng của xứ Mỹ như thế nào. Khi mà mình sang đây rồi á thì mình cứ nghĩ là thiên đàng hay không á là do mình. Vì đa phần là những cô bác lớn tuổi rồi, vì con họ bảo lãnh sang đây cũng một thời gian thôi thì họ cũng là đi quay về Việt Nam để họ sinh sống cuộc sống yên bình ở bên Việt Nam. Thì đi qua đây, con cái bảo lãnh qua đây một thời gian cũng muốn cho ba mẹ gần gũi để cho ấm áp hơn. Nhưng mà một thời gian thì họ cảm thấy là cô đơn lắm. Cô đơn tại vì sao? Tại vì là bên đây là con cái họ đi làm suốt, mở mắt ra
thì đi làm từ 9 giờ sáng đến 9 giờ tối, ngay cả Hữu Thiện cũng vậy. Bên đây là một cái vườn máy vậy. Sáng ai cũng vậy, tất bật đi làm sáng vậy, là 8 giờ về chuẩn bị cơm nước rồi 9 giờ đi làm, đến 8-9 giờ tối mới về. Tối về rồi ăn cơm xong rồi đi ngủ, ngày nào cũng vậy hết. Bên đây là người ta nói ai cũng là tổ trâu hết, ai cũng phải đi cày hết, ai cũng phải là con trâu để đi cày hết. Cho nên đó, những người già họ sống bên đây là họ cảm thấy họ cô đơn đó. Ai cũng vậy, ai cũng có suy nghĩ đó. Tại Hữu Thiện nó tiếp xúc với những người già, họ buồn, họ cô đơn đó. Tại vì con cái họ đi làm trơn, họ ở nhà có mình thôi. Rồi họ không có đi ra ngoài được. Tại vì nhiều khi họ muốn lái xe mà họ không có thể nào mà lái xe đi đây đi đó. Họ cứ quanh quẩn bốn bức tường giam lỏng họ. Mà trong lúc đó là đại dịch như thế này nữa, họ cũng không có về Việt Nam được nữa. Họ mong muốn là về Việt Nam đó, họ mua vé. Hữu Thiện nó từng tiếp xúc với những cô bác lớn tuổi đó, họ đã mua vé rồi cứ quỷ hết tháng này tới tháng kia, Tết cũng không có về được. Họ buồn, họ cô đơn đó. Đôi khi đó là cuộc sống họ làm cho họ bị stress, họ bị căng thẳng luôn. Họ quá căng thẳng đi, ở đây họ quá căng thẳng đi. Tại vì họ không có được tiếp xúc với người này người kia. Không giống như ở Việt Nam, những người lớn tuổi á. Tại vì họ bị cái rào cản lớn nhất á, là cái rào cản về ngôn ngữ. Họ không có tiếp xúc được với người này người kia. Thì đi qua đây chỉ là tiếp xúc với con cái, với gia đình thôi. Đi bên ngoài, ra bên ngoài thì cái rào cản lớn nhất là cái rào cản về ngôn ngữ. Họ không có giao tiếp, họ tiếp xúc được. Cho nên đó là họ cảm thấy họ buồn lắm. Còn ở Việt Nam mình á, có thể đi đây đi đó, trò chuyện với mọi người. Ở đâu cũng có thể là vui vẻ được, đi ra quán cà phê ngồi uống cà phê rồi nói chuyện với mọi người xung quanh. Còn ở đây không có, ở đây không có hàng quán gì hết, nhất là ở bang Illinois, ở Chicago thì vào mùa đông này thì không có hàng quán nào mở hết. Mà lúc đại dịch như thế này thì các nhà hàng quán ăn không có nơi nào mở cửa hết, cho nên là chỉ ở nhà thôi. Hữu Thiện cũng đã từng tiếp xúc, đã từng tâm sự với những người lớn tuổi, thì họ qua đây họ sống, họ cảm giác họ buồn, họ cô đơn lắm. Họ buồn vì họ cô đơn, vì họ không có bạn bè họ để họ trò chuyện. Ở nhà chỉ có bốn bức tường, vì con của họ thì họ đi làm ngày này qua ngày kia, chỉ nghỉ vào ngày chủ nhật thì tranh thủ đi chợ rồi để mua đồ ăn rồi để trong nhà. Thời gian bên đây nó trôi qua rất là nhanh, chớp nhón là quay qua lại hết một tuần, cái vèo nhanh lắm cả nhà ơi. Mình Hữu Thiện đi làm cũng vậy, Hữu Thiện cảm nhận thời gian nó trôi qua rất là nhanh lắm, ngày giờ bên đây nó chạy rất là nhanh. Vâng, thì đó là riêng về cảm nhận của Hữu Thiện đó. Hữu Thiện nó trải qua thời gian mà Hữu Thiện định cư bên đây không ngắn cũng không dài. Mình cũng có Hữu Thiện cũng đã có trải nghiệm được gần gũi và tiếp xúc với những người Việt sống ở bên đây, những người Việt sống tha hương. Có người thì sống 10 năm, 20 năm, sống 30 năm trên nước Mỹ. Cô Hữu Thiện cũng đã từng tiếp xúc với là chú Lộc và dì bé ở bên Arizona. Họ đã sống 30 năm bên đó rồi, coi như là quê hương thứ hai của họ. Thì dù cho sống ở bên Mỹ bao nhiêu năm thì họ cũng là tha thiết để quay về quê hương thôi. Thì hôm nay Hữu Thiện cũng muốn là chia sẻ đến những cái điều mà những cô chú anh chị mà sắp sửa mà định cư sang Mỹ thì cũng cần là phải chuẩn bị một cái gì đó để không có bỡ ngỡ và lạ lẫm khi mà đặt chân đến chè Tây bên đây. Thì cái thứ nhất là mình phải, khi mà mình định cư tới nước Mỹ rồi, mình phải tìm hiểu cái bang đó như thế nào, cũng giống như là ở cái bang Illinois, Chicago của Hữu Thiện thì cái bang xứ lạnh, thì mình trong đầu mình là cũng đã là chuẩn bị là ở bên đây là xứ lạnh, thì cái thời gian và thời tiết đó, nó lạnh, nó kéo dài hơn là cái thời tiết đó là nóng. Cũng giống như là mùa đông nó kéo dài là gần 6 tháng, mùa hè thì nó kéo dài rất là ngắn. Thời gian mình qua mùa đông bên đây rất là dài, cho nên mình cũng phải chuẩn bị vào mùa đông đó mình làm cái gì, vào mùa hè mình làm gì. Chứ thôi đó là mình không chuẩn bị vào mùa đông. Cũng giống như là trời mùa đông ở bên Chicago nè, bên đây mọi thứ đều đóng băng hết, có khi là bão tuyết nữa, đường xá rồi tuyết, nhiều khi đó là đi tới đầu gối luôn, mình đâu có đi đâu được. Thì mình sẽ cảm thấy mình rất là buồn. Nhìn lúc đầu mình nhìn tiết mình rất là vui và rất là thích, nhưng mà thời gian tiết đóng dày ở ngoài đường hết, nhìn ở ngoài tiết trắng xó hết trơn á, ngoài đường cũng không có ai đi hết, thì cảm giác mình rất là buồn. Cho nên mình phải tìm hiểu về cái nơi mình sắp sửa mình định cư, đó là cái thứ nhất để mình không có bỡ ngỡ khi mà mình đặt chân tới nước Mỹ. Và cái thứ hai là ngôn ngữ, vì cái ngôn ngữ là cái rào cản lớn nhất đối với mỗi người Việt chúng ta khi mà sang Mỹ định cư. Thì đối với Hữu Thiện thì Hữu Thiện cũng đã, khi mà ở Việt Nam thì Hữu Thiện cũng đã cấp sách đến trường, và Hữu Thiện cũng đã đi học để chuẩn bị cho mình một cái vốn tiếng Anh để mà mình sang đây mình cũng cho nên đó là mình cũng tiếp cận được, mình cũng đỡ bỡ ngỡ hơn. Nhưng Hữu Thiện cũng xin nhắn nhủ với các bạn trẻ mình ở Việt Nam, mình có điều kiện mình học hỏi
hoặc mình học tiếng Anh với người nước ngoài thì mình phải nắm bắt cơ hội đó, đừng bao giờ bỏ qua cơ hội mình học tiếng Anh với người nước ngoài, học tiếng Anh và thực hành và nói chuyện với người nước ngoài. Các bạn hãy tự tin lên, đừng bao giờ mà bỏ qua cơ hội để tiếp xúc với người nước ngoài, vì đó là cái cơ hội lớn nhất để mà mình thực hành, mình nói tiếng Anh nhiều hơn. Và cũng giống như Hữu Thiện ở Việt Nam á, mình cứ học học lý thuyết nhiều ơi là nhiều luôn, nhưng mà không có thực hành, mà không có nói chuyện với người nước ngoài á. Và khi mà Hữu Thiện sang đây rồi á, mà cảm giác á là mình chơi với luôn, bị á khẩu luôn, mình không có nghe, mình không có nói gì được hết. Tại vì á, người ta là người bản xứ mà bên đây người ta nói chuyện, Hữu Thiện đi làm á, tiếp xúc với họ, họ nói rất là nhanh. Và những ai mà học tiếng Anh rồi họ sẽ biết á, là những từ họ nói âm mình không thể nào mà mình nghe được, họ nói lướt những cái âm gió và những cái âm xì á, những cái âm cái chữ s, họ nói những âm họ nói gió là mình không thể nào mình nghe được. Và ở bên đây á, là Hữu Thiện đi làm tiếp xúc ngày qua ngày, từng ngày ngày qua ngày, mà mình cố gắng mà mình nghe, mà mình nghe mà mình nói, mình bật, mình cố gắng mình bật những cái âm mình nghe, mình nói chuyện với họ thì ngày này qua ngày kia thì từ này nói tiếp từ kia, mình nói chuyện thì mình có thể mình giao tiếp được với họ. Chứ mới đầu qua là mình không thể nào mà mình nghe mà mình giao tiếp được với họ, tại vì họ là người bản xứ, mình không thể nào mà mình nghe mà mình một cách trôi chảy với họ được. Cho nên đó là ở Việt Nam, các bạn trẻ mà có cơ hội học và tiếp xúc với người nước ngoài thì đó là cái cơ hội lớn nhất để cho mình, đó là mình học tiếng Anh khi mà mình đi sang nước ngoài, để mình không có bỡ ngỡ như Hữu Thiện vậy. Và mình cũng không ngại nữa, mình biết nhiều khi đó, những cái từ mà mình nói không quen mà mình có thể là mình nói sai, và Hữu Thiện cũng không ngại, mình có thể bật ra những từ đó để mình nói, mà mình nói có thể là những người Mỹ đó, họ nghe và họ có thể là họ sửa cho mình, thì những cái âm sai đó thì về sau mình sẽ không bao giờ mình rút kinh nghiệm, mình sẽ không có sai nữa, có sai thì mình mới có sửa, có sai thì mình mới có đúng được. Đó là những cái thực tiễn mà Hữu Thiện đã trải qua ở nước Mỹ. Cái rào cản về ngôn ngữ đó là cái rào cản lớn nhất mà những người mà định cư tới Mỹ mà gặp phải. Đôi khi đó là cái rào cản đó là khiến cho họ không có thể mà giao tiếp với cộng đồng, và họ cảm thấy họ buồn, họ cô đơn lắm. Cho nên đó là họ chỉ muốn quay về Việt Nam để họ sinh sống thôi. Thì khi mà Hữu Thiện sang đây rồi, từ tháng 7 và Hữu Thiện cũng chờ cho đến, vì đó là Hữu Thiện sang đây đó là mùa dịch, cho nên đó là cái thẻ xanh và cái số sổ đó về rất là lâu, thì cũng phải là 4 tháng, Hữu Thiện chờ mất 4 tháng thì cái thẻ xanh mới về tới. Và khi mà cái thẻ xanh về tới mình rất là mừng rồi. Cái thẻ xanh về tới mình chờ khoảng 1 tháng sau thì cái số sổ về tới, rất là mừng luôn. Thì khi mà mình ai mà trải qua định cư ở Mỹ rồi thì những cái giấy tờ đó về tới rồi sẽ rất là mừng. Và riêng Hữu Thiện là cũng rất là mừng. Không chỉ riêng Hữu Thiện mà những ai hầu như là định cư ở Mỹ thì hai cái giấy tờ đó giật bất ly thân và rất là quan trọng. Để mà mình định cư hợp pháp ở Mỹ thì mình rất là mừng. Và khi mà hai cái giấy tờ đó đầy đủ rồi thì mình phải là đi học bằng lái. Mình sang đây là mình phải lấy bằng lái, chứ mà không có lấy bằng lái là mình không có đi đâu được hết á. Ở Việt Nam mình thì mình có xe máy, mình có chạy đi đây đi đó rồi, nhưng mà qua Mỹ là mình phải tự biết lái ô tô mình đi. Chứ mới qua thì đồng ý là có gia đình, có anh chị em rồi, họ mình nhờ họ chở đi đây đi đó rồi, nhưng mà là lúc đầu thôi, chứ mà thời gian thì ai cũng bận rộn hết, thì không có ai đâu mà có thời gian để mà mình chở mình đi hoài được. Cho nên mình phải tự thân, mình phải tự lực để mà mình học cái bằng lái để mình tự mình đi thôi, chứ không có ai đâu mình chở mình đi hoài được hết. Có bằng lái rồi thì mình mới làm được mọi chuyện hết. Mình cũng cố gắng mình học được cái bằng lái. Và khi mà mình lấy được cái bằng lái rồi đó là mình khỏe rồi. Người có bằng lái mình có thể lái đi đây đi đó rồi. Mình muốn đi đâu đi đây đi đó, mình buồn mình có thể lái xe mình đi chơi, mình đi bắt phố, hoặc là mình đi đây đi đó, mình đi xuyên bang giống như Hữu Thiện đó. Lấy bằng lái rồi thì Hữu Thiện muốn lái xe làm một cái hành trình trải nghiệm là đi xuyên bang. Vì đi và trải nghiệm đó là cái niềm vui của Hữu Thiện. Cho nên đó là có bằng lái rồi đó là mừng lắm cả nhà ơi. Điều Hữu Thiện vui nhất đó là Hữu Thiện có bằng lái rồi, Hữu Thiện mừng lắm. Mừng đó, mừng tại vì sao? Mừng đó, tại vì mình tự làm chủ đôi chân của mình. Mình có thể tự lái xe mình đi làm, mà mình có thể muốn mình đi đây đi đó rồi mình tự mình đi được. Chứ nếu không mà chưa có bằng lái thì nếu như là dân anh em mình nó rảnh thì mình có thể chở mình đi được, còn không rảnh thì mình có thể là bắt xe bus mình đi, rồi bắt xe lửa mình đi đây đi đó rồi thì cũng rất là bất tiện. Cho nên mình có xe thì mình có thể tự chủ thời gian, mình có thể đi đây đi đó rồi. Rất là quan trọng, có bằng lái rất là quan trọng. Có bằng lái rồi thì mình có thể làm mọi thứ, làm anything hết. Khi mà ba cái giấy tờ đó như là thẻ xanh, số sổ, bằng lái thì mình đi làm hợp lại giống như người Mỹ họ sinh sống trên nước Mỹ rồi. Mình cứ thế mà mình đi làm thôi, chẳng có gì mà mình phải quan tâm, mình phải lo ngại nữa. Rồi Hữu Thiện bên đây thì lúc thời gian rảnh thì Hữu Thiện cũng đi xuống cái hội người Việt, xuống hội người Việt mình trò chuyện với hội người Việt, rồi mình lấy báo rồi mình về mình đọc đây. Báo nè, người Việt tại Illinois rất là nhiều. Việt báo Mường Xuyên Tân Sửu nè, cộng đồng người Việt ở tại khu Việt chợ Việt Nam mình á,
lấy báo về họ chia sẻ về những tin tức đó, tin tức của người Việt trong nước lẫn ngoài nước để mình đọc. Có tất tần tật đây hết, báo trong đây đều là tiếng Việt mình hết. Hầu như là những người Việt nó sinh sống bên đây á, thì họ đều có những cái thông tin như thế này, họ đi đến đây để họ lấy báo về họ đọc, báo dành cho người Việt. Và những cái quảng cáo đồ, quảng cáo buôn bán trong đây đồ, rồi tuyển dụng đồ đều trong nằm trong đây hết, tất tần tật nằm trong cái cuốn báo này hết. Rồi nói về cái phong tục truyền thống của Tết Việt Nam mình à, tất tần tật trong đây hết, có rất là nhiều luôn, có rất là nhiều thông tin. Đây là báo ở hội người Việt, mình lấy về mình đọc. Vâng, thì Hữu Thiện cũng vừa chia sẻ với cả nhà là những gì Hữu Thiện làm được và những gì Hữu Thiện chưa làm được sau hơn nửa năm Hữu Thiện định cư ở Mỹ. Thì những gì mình chưa làm được thì mình phải cố gắng thôi, vì cuộc sống mà, mình phải nỗ lực, mình phải cố gắng, chứ mình không nỗ lực cố gắng thì mình sẽ đi sụt lùi. Vâng, thì Hữu Thiện cũng không quên tri ân đến cô chú anh chị trong suốt thời gian qua, từ lúc mà Hữu Thiện đi ở bên Việt Nam để đi quay những hoàn cảnh khó khăn và đến như ngoại mình, thì cả nhà cũng đã ủng hộ. Hữu Thiện cứ nghĩ là Hữu Thiện định cư sang bên đây rồi thì làm những cái video quay bên đây chắc không có còn ai xem nữa, nhưng mà Hữu Thiện cũng rất là vui khi mà làm những cái video về cuộc sống và những cái trải nghiệm ở bên nước Mỹ và những cái cảnh đẹp đồ ở bên nước Mỹ, thì cô chú anh chị cũng xem và comment, đó là điều Hữu Thiện rất là vui và làm động lực cho Hữu Thiện rất là nhiều trong cuộc sống. Thì xin cảm ơn, xin chân thành cảm ơn. Vâng, Hữu Thiện xin chào và hẹn gặp lại cả nhà. Hữu Thiện xin chúc cả nhà mình sức khỏe, bình an và nhiều niềm vui trong cuộc sống ạ. Hữu Thiện xin chào và hẹn gặp lại.